Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 8 của ban chỉ đạo nhằm kiểm tra đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 7 và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình dự án. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 44 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phiên họp thứ 8 nhằm nắm tình hình, chỉ đạo đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng không chỉ cho các dự án trong diện ban chỉ đạo theo dõi mà còn cho các công trình giao thông khác để triển khai thời gian tới. Thủ tướng cho biết đến nay đã có 34 dự án, 86 dự án thành phần trên địa bàn 48 tỉnh thành phố, trong đó có 45 dự án do các địa phương triển khai thuộc nhiệm vụ của ban chỉ đạo. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp, công tác phối hợp nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện cũng như rà soát cơ chế chính sách pháp luật để hoàn thiện tạo môi trường đầu tư thông thoáng, không chỉ cho các dự án trong danh mục các công trình trọng điểm mà cho cả các dự án hạ tầng giao thông khác sẽ triển khai trong thời gian tới. Các địa phương tập trung báo cáo về việc xử lý các vấn đề còn vướng mắc như thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, tiến độ bàn giao mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao chủ quản dự án thành phần 1.2, bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp đang tổ chức triển khai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện và di chuyển mộ phần ra khu vực nghĩa trang mới và mở rộng. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công gói thầu thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên. Hiện nay nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng để tổ chức thi công. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, với 86 dự án, khối lượng công việc rất lớn, các công trình trọng điểm phân bổ tương đối đồng đều trên các vùng miền địa phương. Các bộ ngành địa phương cần quyết tâm triển khai để cụ thể thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Để triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, đúng các mốc tiến độ yêu cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chủ động tích cực quyết liệt hơn nữa, tăng cường phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hiệu quả, hàng tháng giao ban để xử lý các khó khăn vướng mắc, giảm bớt các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền. Các thành viên ban chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan phải rà soát để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết các khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo yêu cầu.